Anh em thấy hay không? Quậy lên. Mình nghe nói là cho nhạc kiểu EDM căng cực này vào thì sẽ thu hút anh em xem hơn và thu hút lượng fan gọi là fan ít tuổi hơn. Đấy, phải bật nhạc giật gì chứ. Giật rũ quẩy cùng. Nhưng phải chọn lead không bản quyền không là up lên YouTube là toang. 3 hours later. Hay không anh em? Không gian chill này xong có quả nhạc nhẽo này phê thôi rồi. Ok, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em một thiết bị đang có trên bàn, đó chính là một chiếc loa. Ok, hôm nay thì Kiên Nguyễn Máy Ảnh sẽ giới thiệu một thiết bị khác ngoài máy ảnh, đó chính là một chiếc loa Marshall. Và sản phẩm hôm nay mình muốn review cũng như là cùng các bạn trải nghiệm, đó chính là chiếc Marshall Keyboon 2 đến với một sản phẩm công nghệ khác máy ảnh. Đầu tiên, có phải đầu tiên không nhỉ? Có thể là đầu tiên đến với kênh Kiên Nguyễn. Ok, intro ngày hôm nay và cùng tìm hiểu với mình xem là chiếc Marshall Keyboon 2 này có điểm gì, ưu điểm, nhược điểm cũng như là cái điều gì khiến cho các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 7-8 triệu để mua chiếc Marshall Keyboon này nhá. Ok, intro và bắt đầu thôi. Ok, anh em xem về chiếc loa này thế nào. Thì thực sự thì đợt này thì bên máy ảnh cũ thì có về được cái những cái lô hàng liên quan đến đồ âm thanh. Và đặc biệt là mình là một người mà cũng rất là thích cái thương hiệu Marshall này. Thì như anh em đã biết là đây là một cái thương hiệu là khá nổi tiếng. Như trước đây mình nghe dốc rất là nhiều á, thì hầu hết là những chiếc loa âm ly để cho những cái ca sĩ cũng như là những cái ban nhạc nổi tiếng mà rocker thì họ thường sử dụng cái thương hiệu như này. Nếu mà về đời sống bình dân hơn, tức là anh em mình muốn nghe nhạc sập sình, nhạc quẩy quẩy á, thì mình nghĩ là sẽ có nhiều cái thương hiệu loa khác phù hợp hơn. Còn với những thương hiệu Marshall này nó sẽ là gì? Đầu tiên nó thiên về thiết kế. Như anh em có thể thấy ở đây, nó sẽ có mang cho mình một cái thiết kế rất là đẹp. Như ở đây thì nó sẽ được bọc và phủ một lớp da như thế này. Mặt trước thì sẽ mang một cái thương hiệu Marshall, ở trên này thì nó sẽ có ba phím bấm đặc trưng của Marshall như thế này. Và với cái dòng Keyboon này thì đây là dòng Keyboon 2, thì nó sẽ có một cái dây quai đeo. Thì nó sẽ là cái dòng loa di động có chứa pin ở trong này. Anh em có thể vừa cắm sạc điện vừa nghe, hoặc là nó sẽ có một cục pin dự trữ như này và anh em mang ra ngoài. Và kết nối với chiếc Marshall Keyboon 2 thì có hai hình thức kết nối chính. Đó là anh em có thể kết nối qua Bluetooth, hoặc anh em sẽ có một cái jack 3.5 ở đây, ở đằng sau, và anh em sẽ kết nối với chiếc loa như này. Điểm nổi bật của chiếc loa này đầu tiên là đến từ cái thiết kế. Thiết kế của dòng Marshall đã quá nổi tiếng với những anh em mà yêu thích nhạc dốc, hay anh em yêu thích những cái loại nhạc theo kiểu đồng quê, hay nhạc của những cái thiết bị ấy, mà nó là những cái thiết bị mộc một chút, ví dụ như guitar, violon rồi các thứ. Mặc dù mình vẫn để nghe giáp, mặc dù mình vẫn để nghe các loại ngoại giật dữ, để loại viên hay rồi các thể loại khác. Ở ngoài cái thiết kế rất là độc đáo và đẹp sang trọng để trong một không gian tương đối là lịch sự một chút để bày, thì chúng ta sẽ có một chất lượng âm thanh vô cùng tuyệt vời đến từ chiếc Marshall Keyboon 2. Về âm thanh thì ở đoạn cuối lát nữa mình sẽ để cho anh em nghe qua một vài bài nhạc không bản quyền, không thì khóa kênh mình mất. Về loa thì thực sự mình cũng không phải là một gọi là chuyên gia về loa, mà mình cũng chỉ là một người nghe, một người sử dụng. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cái điều mình thích từ chiếc Marshall Keyboon 2. Điều đầu tiên là đây chúng ta sẽ có một chiếc loa khá là ở dạng vừa phải, không quá lớn và không quá nhỏ, nó đủ cho chúng ta sẽ có một cái màng loa và củ loa vừa đủ để nghe. Cái thứ hai, nó không quá lớn đến mức mà chúng ta không thể xách đi xách lại được. Thì mình thì thấy là đây là một chiếc loa tầm trung, rất là phù hợp với đại đa số nhu cầu cũng như là cái tình huống sử dụng của các anh em. Pin của chiếc loa rất là tốt, dùng rất là sướng. Cùng với đó thì chúng ta có thể chỉnh được volume này, chỉnh được bass, bass,
chép các thứ, thời lượng pin cũng khá là ổn và mang đi. Nếu mà anh em có nhu cầu mà sử dụng để studio mà không cần cái việc mang pin ở đi thì Marshall họ còn một cái dòng khác, ví dụ như là Marshall Action 2 hay là Stanmore 2 thì nó sẽ không có pin và để dành cho các bạn đặt ở văn phòng, đặt ở nhà mình để cắm điện trực tiếp để nghe, thì cái thiết kế của dòng đó thì nó còn sang trọng hơn một chút và kích thước thường nó sẽ lớn hơn dòng này một chút nữa. Âm thanh của chiếc này thì khá là trung thực, sắc nét, sâu lắng, siêu đẳng. Đây là thông tin mình đọc được, bởi vì mình thông cảm nha, cái này mình sẽ phải đọc thông tin bởi vì mình sẽ không thể lắm rõ thông tin như máy ảnh được, vì đợt này lấy được giá tốt quá nên lấy về vừa để nghe vừa để lại cho anh em cho giá nó sướng sướng một tí. Còn cái thời lượng pin thì cực kỳ hấp dẫn, nếu mà anh em nghe liên tục mà theo kiểu là ở mức ổn ấy, gần như max volume thì anh em nghe được lên tới khoảng 15-20 tiếng cơ, thì mình nghĩ như thế là đã là một cái chiếc loa quá tốt để chúng ta nghe một chiếc loa đẹp này, một chiếc loa có thời lượng pin trâu này, một chiếc loa của thương hiệu lớn cho ra một chất lượng âm thanh trung thực đa hướng. Cùng với đó thì chúng ta có một cái kết nối là kết nối Bluetooth 5.0. Cái điều mà mình thích ở chiếc những cái cương loa Marshall nhưng cũng là một cái điều mình thấy dở, đó là cái việc mà các bạn kết nối với một chiếc loa này qua thông qua Bluetooth rất nhanh. Đây bạn có một cái nút Bluetooth đây và reset một cách ấn giữ phát là được rồi. Và đôi khi thì mình đang nghe nhạc của mình thì có một thằng cu em nó có phải vào nó chiếm sóng được mình ngay. Đó là thể hiện cái cách mà kết nối nó quá dễ dàng. Nhưng mà kết nối dễ, nó dễ dãi quá thì dẫn đến là nhiều khi tính bảo mật lại thấp. Đang nghe nhạc lại bị thằng khác nó cướp sóng cay. Thì đấy là một cái mà mình không biết là điểm cộng hay điểm trừ. Cấu trúc ở đây thì nó sẽ rất là vuông vức, chắc chắn như một khối hộp hình chữ nhật như thế này. Có khả năng chống nước anh em nhé, nhưng mà cái việc mà nhúng chiếc loa này vào nước là điều không thể, bởi vì cái khả năng chống nước này nó là của khả năng của IPX2, và đây là chống nước nhẹ theo kiểu mà mưa phùn rồi các thứ thì vẫn có thể chống nước tốt. Có một điều mình rất thích ở chiếc Marshall là cái tính năng dễ kết nối, nó sẽ kết nối được rất nhiều thiết bị thông qua Bluetooth và điều chỉnh theo ý muốn của mình. Và để sạc đầy một chiếc loa có thể cho thời lượng nghe lên tới 20 tiếng thì chúng ta chỉ cần dùng khoảng 20 phút. Cho đến là nếu mà chúng ta sạc lâu hơn á thì chúng ta sẽ có thể nghe full thời gian, còn chúng ta chỉ cần sạc 20 phút chúng ta có thể nghe từ 3 giờ. Như vậy là những cái thông số cực kỳ ấn tượng đến từ chiếc Marshall Keyboard 2. Nên nếu anh em nào có bất cứ cái nhu cầu nào mà mua sử dụng thì có thể qua bên mình cầm thử nghe thử, đặc biệt là ưu tiên những bạn khách hàng đã mua máy tại máy cũ Hà Nội thì sẽ có giá rất là tốt. Bên mình sẽ có rất là nhiều Stockwell 2, Keyboard 2, Action 2, Stanmore 2. Cực kỳ ấn tượng, cực kỳ rẻ. Và hy vọng rằng qua cái bài review ngắn của một người nghe nhạc như mình, thực sự thì mình cũng không phải là một người thẩm nhạc nhiều, cũng không phải nghe được quá nhiều dòng loa, gọi là người chơi giống anh em thôi. Nhưng mà mình nghĩ là với những anh em chụp ảnh, với những anh em mà đam mê nghệ thuật, thích vẻ đẹp thì chiếc Marshall rất là phù hợp với anh em, vì nó vừa có tính trang trí, vừa sẽ giúp chúng ta có một chiếc loa di động rất là đẹp, âm thanh rất là hay, và với một cái mức giá cực kỳ phải chăng. Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với rất rất nhiều anh em đang làm nghề chụp ảnh và anh em đang chơi ảnh. Ngoài việc nghe nhạc hay rồi đi chill chill, nhất là lúc hút bách bay thì nghe nó chill vãi chưởng, thì nó còn là một vật dụng trang trí rất là tốt cho cái không gian nghệ thuật của chúng ta, không gian với một chiếc máy ảnh, những bức ảnh đẹp và chiếc loa Marshall. Hy vọng rằng cái bài review thiết bị không phải máy ảnh này của mình không nhàm chán. Và nếu các bạn muốn mình review thêm về các thiết bị khác ngoài máy ảnh thì có thể comment phía bên dưới. Không biết nó có hay không ta. Nếu mà các bạn thích video này mà thích mình làm về những cái thiết bị không phải máy ảnh này thì hãy ấn nút like. Còn nếu mà anh em mà không thích mình làm về những cái chủ đề liên quan thiết bị khác ngoài nhiếp ảnh như này, tại vì mình ngồi đọc thông tin cho anh em nghe, thì anh em vui lòng ấn nút dislike cho mình để mình sẽ biết và comment cái điều bạn nghĩ về video này. Thấy hay thì có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết về một chiếc Marshall rất là hay, Keyboard 2, về việc là bên máy ảnh cũ Hà Nội đang bán Keyboard 2 rất rẻ và các đời khác. Ok, đăng ký kênh để nhận những video sớm nhất đến từ máy cũ Hà Nội. Nhớ nhá, chương trình Thanh Lý này mình chỉ có mấy chục cái thôi, thì có gì anh em mua sớm, đằng nào cũng mua. Loa hay, mua ở một nơi uy tín như máy cũ Hà Nội và giá cực kỳ rẻ phải chăng. Ok, mình sẽ để link web ở dưới để anh em có thể đặt hàng. Mới 100% bao test anh em về, kể cả hàng mới anh em bóc ra lỗi hỏng cái gì mình đổi một cho anh em nhá, trong vòng 10 ngày đầu.
còn lại bảo hành rất dài, thoải mái anh em nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Kiên, đến từ máy anh cũ Hà Nội, và hôm nay mình đi bán loa. Bye bye.